Xin chào mọi người. Trong video này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái thông số lạ lạ trong cái tình quản lý quảng cáo này, người cũ trốn xưa, đúng không? Thì cái ở đây mọi người sẽ thấy mọi người không tức là mọi người sẽ không có cái nào như thế này trước kia cả, bởi vì cái này do mình tự đặt thôi. Thì ví dụ chẳng hạn ở đây mình muốn biết á, là trong 24 cái mét này thì có bao nhiêu cái mét là của cái người mà đã từng nhắn tin với mình rồi. Thì ở đây mọi người sẽ thấy này, mình tạo ra một cái thông số là người cũ trốn xưa, tức là sẽ bằng tổng số lần bắt đầu cuộc trò chuyện trừ số người liên hệ qua tin nhắn mới. Đó, thì nó sẽ ra ví dụ ở đây 24 người nhưng ở đây có 10 khách hàng cũ rồi. Cái thông số này nó sẽ giúp mọi người kiểm soát được là cái tỷ lệ khách hàng cũ đó. Còn cái lượt mua này nó không thể cập nhật tự động nhé, nhưng mà mình sẽ làm ở một cái video sau. Thì làm thế nào để chúng ta có một cái tùy biến người cũ trốn xưa như thế này. Đó, rồi chúng ta sẽ vào đây này. Đó, chúng ta vào tùy chỉnh cột. Đó, ở đây mình đã tạo ra ba cái mà chỉ có riêng mình thôi. Thì mọi người để ý ngày xưa Facebook nó có chi phí bình luận này, nhưng mà sau này nó bỏ. Nên nhiều khi là nếu mà mình chạy tương tác, mình cần quan tâm về cuộc thi bình luận, thì nếu mà mình không xuất ra ngoài thì mình nhìn trực quan nó khó. Đó, thì mình sẽ ở đây mọi người thấy có giờ tạo số liệu này. Đấy, này, số liệu này, được chưa? Thì ví dụ bây giờ mình muốn biết là cái số người mới nhắn sau lần đầu, nhắn shop vậy đó, lần đầu vậy, tức là cái tỷ trọng á, cái tỷ trọng số thì nó có, người mới thì nó có rồi, tỷ trọng người mới nhắn shop lần đầu vậy, đúng không? Ví dụ như vậy, đây nó có này. Đó, thì đây là phần trăm này. Rồi, cái này không cần mình góc đây cho mô tả. Thì chúng ta sẽ muốn biết tỷ trọng, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ nhân như sau. Ở đây Facebook nó sẽ cho lần này chúng ta các số liệu phổ biến này. Đó. Đó, các số liệu phổ biến này, đúng không? Thì cái này có phải là đây này, tin nhắn. Đấy, người liên hệ qua tin nhắn mới này, đúng không? Chia cho, đúng không? Đó, mở ngoặc này. Đấy, lần bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn này. Mới thì là chia luôn, không phải đóng ngoặc mở ngoặc nữa. Vậy đây. Đúng không? Đây. Rồi mình cho thử nhé. Chia cái này được, nó ra phần trăm không nhé. Rồi, ok này. Đó. Lưu. Này. Đây, người cũ trốn xưa, người liên hệ ở tin nhắn mới là 24, tổng là 34. Đó, nó chia ra 70% này. Ok, thì đó là một trong cái những cái sợ người dùng phớt lờ của nó thôi. Thì ở đây mình có đề xuất một số cái thông số nữa, ví dụ chi phí hoặc là tổng mét gì đó. Cái này thì tùy mọi người biến đổi ra nhé, để mọi người làm được tốt hơn. Cái này thì nó dễ xem thôi, còn chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm cái file theo dõi rồi thì nó dễ xem hơn nữa. Nhưng mà ở đây là trong cái trường hợp mình chỉ cần kiểu như là ở trên Facebook để mình kiểm soát được. Ví dụ mình kiểm soát lượt mua từ đâu này chẳng hạn này. Cái này mình sẽ làm ở cái video tới. Hẹn mọi người ở cái video tiếp theo. Thì mọi người nhớ đăng ký và theo dõi cái kênh của mình nha.